chính nó đấy. Đấy, cắt là màn nhẫn thì thôi, còn phải chê. Các bạn thân mến, hiện giờ mình đang có mặt tại bãi đá quý Làng Hòa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ truyền tải đến các bạn những hình ảnh bà con đang miệt mài đào bới để tìm kiếm những viên đá quý hiếm hoi. Mình sẽ cùng tìm hiểu về thể loại đá quý ở bãi này các bạn nhé. Được không? Mấy viên sáng đấy ra không chú? Ôi lại quên rồi. Chán thế. Nhỏ quá nhỉ, em xem cái. Xem. Xuất từ bề mặt xuống là lớp cát sỏi thì chủ yếu xịt, bắn nước và tìm kiếm thôi. Tí tầm mấy giờ thì chú về để qua nhà xem mấy cái viên kia cái. À. Cái sỏi mà lẫn cái đá to này để xúc vào bồn thì khá là vất vả các bạn ạ. Cho nên là các bác bắn trực tiếp, cái đấy cũng là điều dễ hiểu. Bắn trực tiếp thì sẽ nhàn hơn. Ok, mình sẽ đi sang mấy đội bên này. Bên này tôi chụp này. Cái này là viên này. Ừ, chính nó đấy. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Chính nó đấy. Đây, cắt là màn nhẫn thì thôi, còn cái chê. Hàng này nó cũng rẻ thôi, ba viên này chục triệu thì đắt quá. Có thể có viên còn chụp cái grab đây này, chính viên này. Tôi chụp viên này. Đấy, cái viên này này. Đây. Viên này. Ừ, đấy. Đấy, viên này tôi chụp đây này. Đấy, đẹp ngon này cơ. Đấy. Đấy, chính nó đây. Đây, ba viên grab. Bác nào kết thì alo nhá, có cái bác này có này. Đó, đúng rồi, của tôi. À, màu hoa cà. Nhà anh khu này à, hay khu nào? Anh ở trên này. Đặt quá. Bà viên là bác quát chục triệu. Có anh em nào kết alo mình giới thiệu cho. Đưa cho xem cái nào. Viên này 600 à? Ông 400 ok không? Bán luôn. Bán luôn à? Mua khoai không? Đây viên đá 400 này các bác.
nhìn chả ra cái gì cả. Bên trong được cái thì nó cũng lành, nhưng mà hình khối thì nó không được đẹp lắm. Mình sẽ lấy viên này về, mình sẽ cắt thử. Quả này mài kiểu hay đấy nha nhỉ. Cái này đốt thử thử tắt đèn xem nào. Đây, tối đi. Tối nha. Cái này mài ra mà nó có cái sao ấy cũng hay đấy nhá. Cái này nếu mà mày ra cũng là không có sao đâu, cái này không có sao đâu. Nhìn biết. Nó phải có sao, nó phải thành cơ. Viên này cũng của em à? Bán nốt. Nè, em ơi. Bao nhiêu? Để lấy máy. Bán không nào? 1 triệu. Ui ui. 300 nhá. 500. Đồng lắm, làm cái này cứ đội 6 người thì mấy này không được 50. Cái này là chung nhau à? Chung nhau làm mới được chứ. Hải tẩy đi mà ngã bố người ta phá vào được phải bình. Thế nhá, chiều gặp lại nhá. À, thì giờ này các bác giờ trưa, các bác về nghỉ trưa rồi này. Đây là toàn cảnh của cái bãi đá quý làng Hòa này. Thì hôm nay mình ra đây mình mua giao lưu hai cái viên kia, với lại cộng thêm một cái túi vụn grab này. Đây thì cái bãi đợt trước mà mình có chia sẻ cùng các bạn là bãi ở bên dưới kia, cách đây khoảng 500m gì đó. Nhưng mà ở bên kia sông các bạn ạ. Còn cái bãi này thì bên này sông này. Mình sẽ lên đây và xem nốt viên của thằng em trên này. Thằng em mà có được một viên này. Đâu ruby à? Chuẩn ruby không đấy? Chuẩn. Chắc cũng không phải đâu. Không phải. Cái viên bé tí này à? Ừ. Không tí đâu đi. Viên này chuẩn ruby nhưng mà ruby đấy nhưng mà vỡ trong rồi, không điên. Viên này không có vị gì rồi. Viên này nếu mà trong thì đúng rồi. Viên này nó vỡ nhìn nhằng ở trong kia đấy rồi. Viên này thì không có vị. Khoai mỏ bông phết luôn được không? Mỏ bông khoai long. Này. Còn viên nào nữa không? Xoay xoay với viên kia xem nào. Lão dụ tè với nó mà. Má rong cho cô viên lu lu. Hai vợ chồng đi đào. Thử soi đen xem nào. Nhưng mà nắng này nó không ấy đâu. Và cho trong này này. Cái này không ấy đâu, không có bọt. Cái này đẹp luôn. Sao lại viên này? Đẹp. Đẹp, hai viên này màu đẹp. Chỗ này nó bị mất một tí bên này. Viên này vài chục nghìn bán không? Vài chục nghìn bán. Viên này về nó bị hỏng mất một bên rồi. Thôi gom nhiều, cứ gom nhiều thành lô bán. Cái bằng này không được. Bằng này nếu mà mua đấy. Bằng này nếu mà mua theo viên thì không mua được. Bán nếu mà nhiều luôn. Mua theo lô thì bán được. Nhà khu nào? Trên bên trên nhà à? Hay... à thế bọn ăn cơm lán này à? Xa về bán à, bọn... đá này nó ăn cơm đây mà. Bọn này người đâu? Gà mai lùi lù liệt. Chiều nhá.